Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gấu Miền Tây của mình. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh khọt của người miền Tây. Món này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Mình có một bột này là bột bánh xèo nhưng mà mình làm bánh khọt cũng vẫn được nha các bạn. Nó để bánh khọt nè, mà làm bánh xèo hay bánh khọt thì vẫn được nha. Bột này làm bánh khọt ăn rất là ngon đó các bạn. Bịch bột này là nửa ký nè các bạn, pha 1 lít nước nha. Cái này là 1 lít mốt nước cốt dừa nha các bạn. Mà mình chỉ pha bột 1 lít thôi, còn 100ml hồi mình xào nhân nha. Bữa nay mình làm bánh khọt nhân tôm với đậu xanh nha các bạn. Tôm thì mình lột vỏ mình bằm nhuyễn nha. Cái này là 300g tôm hồi lúc mình chưa lột vỏ. Mình lột vỏ rồi là còn được bao nhiêu nè các bạn. Mình đã bằm nhuyễn ra hết rồi nè. Tôm này là tôm sú với tôm thẻ đó các bạn. Mình lột ra mình bằm nhuyễn ra vậy đây nè. Phần đậu xanh thì 100g đậu xanh. Mình ngâm 4 tiếng rồi mình luộc á các bạn. Mình luộc hay mình hấp gì cũng vẫn được. Hay mình luộc xong á, cái nó còn nóng á mình tán nhuyễn ra luôn nha các bạn. Mình tiết kiệm thời gian mình làm trước á các bạn. Rồi bắt đầu mình đi pha bột ha. Bột mình đã cắt ra mình bỏ trong cái thau nè các bạn. Bây giờ mình pha bột ha. Giờ mình đổ cốt dừa vô nha các bạn. Mình pha chỉ 1 lít nước cốt dừa thôi nha. Ở trong bọc nó cũng có hướng dẫn đó các bạn. Mình pha chỉ 1 lít nước là được rồi. Nếu mà các bạn muốn ăn cho nó hơi cứng cứng đó, thì các bạn làm 900g nước thôi. Như ăn dừa dừa cho nó hơi có độ mềm mềm thì pha 1 lít. Bột này nó có niêm sẵn rồi đó các bạn. Nó có hành lá trong đây sẵn luôn rồi nè. Mình không cần niêm lại nha. Nó vừa ăn này đó. Bây giờ mình quậy ra cho nó tan ra ha. Mình đổ đúng 1 lít nước đó các bạn. Hồi xưa mình làm bánh khọt mình chỉ xay bột thôi chứ đâu có bột mà mua sẵn gì đây các bạn. Mình xay bằng bột gạo á. Rồi mình muốn màu cho nó đẹp thì mình bỏ nghệ vô thêm cho cái màu nó vàng. Bịch bột này thì nó có mà bột nghệ sẵn trong đây, mình chiên nó lên màu vàng ha. Nếu mình muốn đậm hơn thì mình thêm một miếng nghệ nữa. Còn như cái màu mình vừa như trong cái bịch bột này thì mình khỏi bỏ nghệ, nó cũng màu nó cũng vàng đẹp rồi. Rồi phần bột thì mình cũng đã mà pha nó đều rồi nè các bạn. Thì đây là được ha, mình đi xào nhân nha. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị đi xào nhân nha các bạn. Xào nhân thì nguyên liệu mình cần có đây là thêm đây là tỏi sấy nè, tỏi sấy vàng và muỗng nước mắm, 2 cọng hành mình sắp nhuyễn, còn cái này là 1 muỗng rưỡi đường và 1 tí bột ngọt nha các bạn. Rồi bắt đầu mình đổ tỏi sấy vô cái chảo mình xào nhân ha. Mình cho tỏi nó nóng lên đó các bạn. Rồi mình mới bỏ mà tép vô mình xào ha. Mình xào nãy giờ chút thì nó tỏi nó nóng lên rồi nè. Thơm rồi nè các bạn. Bây giờ mình bỏ tôm vô mình xào nha. Trộn lên cho nó đều. Tiếp theo mình bỏ nước mắm vô. Bột ngọt với đường bỏ vô. Mình làm cái nhân bánh khọt á, mình làm bằng tôm bằm nhuyễn rồi mình xào chung với đậu xanh á, ăn ngon lắm các bạn. Tôm với đậu xanh nó hòa lẫn với nhau. Rồi mình đổ nước cốt dừa nữa. Thêm phần nước cốt dừa nó ăn rất là ngon. Cách của mình làm nhân gì đây mình thấy hình như là chưa có người nào chia sẻ trên mạng á các bạn. Công thức của mình rất là đơn giản và dễ làm nè. Mà lại ngon nữa. Người miền Tây hay làm cái nhân bánh khọt như vậy đây nè các bạn. Phần tôm mình đã xào xong rồi, bây giờ nó cũng đã gần chín. Bây giờ mình bỏ đậu xanh vô ha. Mình bỏ đậu xanh vô mình trộn cho nó đều lên nha các bạn. Đậu xanh thì mình luộc nó đã chín rồi. Nhưng mà mình bỏ vô mình trộn với mà tôm gì đây nè. Mình xào mình trộn cho nó đều lên. Cho cái nhân với tôm nó hòa lẫn với nhau các bạn mới ngon. Rồi mình trộn lên ha, cho nó đều rồi mình nêm lại nha các bạn. Mình nêm lại thử cái vừa ăn chưa. Vì đây là vừa ăn rồi đó các bạn. Cái màu tôm của mình nó nhìn nó không có được đẹp á, màu nó không được đỏ. Mình cho vô một
nửa muỗng dầu màu dầu điều nha các bạn, cho nó đẹp, cho cái màu nó đỏ lên, cho nó đỏ đậm lên tí cho nó đẹp nha các bạn. Rồi bắt đầu mình bỏ nước cốt dừa vô nè, nãy mình chừa nước cốt dừa các bạn, mình xào nhân á, mình bỏ nước cốt dừa vô nó béo ngon lắm các bạn. Nước cốt dừa nãy mình làm bột á, rồi mình chừa lại một miếng. Mình người miền Tây các bạn, mình hay nấu nướng hay ăn có cái vị ngọt đó các bạn. Cái nhân này mình làm cũng có hơi có vị ngọt ngọt nó mới ngon nha các bạn. Xào nhân cho nó sền sệt gì đây nè, đừng có khô quá nha. Mình bỏ vô miếng dầu điều cái màu nó đẹp hết sức. Rồi vì đây là chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình cuối cùng là mình bỏ hành lá vô nè. Bỏ hành lá vô cho nó thơm. Rồi vì đây là mình tắt bếp được rồi nha các bạn. Rồi mình chuẩn bị cái khuôn mình chiên bánh nha. Bây giờ mình chuẩn bị cái khuôn bánh khọt là mình đổ bánh khọt nha các bạn. Cái khuôn bánh khọt mình là cái khuôn này là cái khuôn chống dính nè các bạn. Hồi xưa thì mình có cái khuôn đắt nhưng mà nó bể rồi, bây giờ không ai còn bán nữa. Mình hôm nay mình mua cái khuôn chống dính nè, mình chiên. Cái khuôn chống dính này mình chiên bảnh lắm các bạn, nó chốc lóc à. Mình cũng đã tha dầu ở trong cái khuôn rồi ha, bây giờ mình bật bếp lên mình chiên nha. Bây giờ khuôn nó đã nóng rồi nè các bạn, bây giờ mình đổ bột nha. Mình bỏ bột vô cái ca có cái mỏ gì đây mình dễ đổ nè các bạn. Đó, cái khuôn mình nó nóng rồi nè. Làm xèo xèo. Đổ vừa mí thôi. Rồi bắt đầu mình đậy nắp thôi ha. Cái này nó hơi ra ngoài. Mình đậy nắp mình canh cho bột nó vừa sạch sạch cái mình bỏ nhân vô nha các bạn. Mình đậy nắp lại khoảng 2 phút đi. Cho bánh nó chín nó chín xung quanh á, rồi nó còn bột bên giữa mình bỏ nhân vô cho nó đừng có chóc nhân á các bạn. Nè các bạn thấy nè. Nó đã chín rồi nè. Chín xung quanh mà còn cánh giữa thì nó chưa có chín, nó còn bột ha. Mình bỏ nhân gì gì đây là được rồi nha, đừng có để cho cái bánh nó chín quá thì nó mình bỏ nhân vô thì nó bị chóc nhân á, cho nó còn mình bột cánh giữa gì đây nè, đó bỏ nhân vô thì nó dính. Cái chảo chống dính là các bạn mình chiên bánh mạnh lắm á, mình đụng tới là nó chóc lóc. Bánh nãy giờ nó chín rồi đây các bạn, bây giờ dở nắp mình lấy ra nè. Nè các bạn thấy nó chín đều hết rồi nè ha. Các bạn thấy nè. Chín rồi mình lật cái bề này xuống cho các bạn coi nè, nè ha, nè nó vàng đẹp nè. Nó rất là đẹp ha. Giờ mình lấy ra hết luôn nha. Cái khuôn bánh khọt này chống dính rồi, rất là dễ lấy bánh rồi các bạn ơi. Mình chỉ pha dầu hơi thôi, không cần pha nhiều. Rồi tiếp tục mình đổ nữa. Trước khi mình đổ mình cũng phải quậy bột lên nè. Có cái ca có cái mỏ mình dễ đổ nè. Rồi mình đậy nắp lại ha, tiếp tục mình chiên cho hết bánh mình quay lại nha các bạn. Mình chiên xong rồi các bạn, dĩ này là cuối cùng nè các bạn. Nó đã vàng rồi mình cũng gấp ra ha. Các bạn này mình thấy mình chiên rất là nhiều bánh luôn ha. Rất là ngon nè các bạn. Ăn chung với bánh khọt thì gồm có dưa chua nè. Cái này là rau sống nè các bạn. Nước mắm chua ngọt. Mắm chua ngọt nè các bạn. Rau thì có rau thơm, cải xà lách, dưa leo. Nếu mà các bạn thích ăn rau gừng thì các bạn bẻ thêm ha. Món bánh khọt mình chia sẻ với các bạn, mình làm nó hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái nhân rất là ngon ha. Nhân tôm đậu xanh nè.
rất là ngon ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn các bạn vào video sau.